xong số 7. Rồi thôi chúng ta bắt đầu giờ học nha các em. Mình đóng cửa trước ha. Các bạn đã đóng rồi, có gì các bạn đi ngủ đi cửa sau nha. Hôm nay là mình sẽ học hai bài. Thứ nhất là bài suy tổng hợp và thứ hai là cái điểm lại ngược lại, tức là bài hội chứng cơ sinh. Đầu tiên là mình sẽ đi một bài suy tổng hợp trước nha. Sau đây là mục tiêu học tập. Kết thúc bài học này thì tất cả các em có thể hiểu rõ và mô tả được triệu chứng lâm sàng của suy tổng hợp ha. Thứ hai là kể được những cái nguyên nhân gây suy tổng hợp. Thứ ba là kể được các yếu tố thúc đẩy khiến cho bệnh nhân vào cơ suy tổng hợp cấp, và cuối cùng là chỉ định những xét nghiệm để chẩn đoán bệnh lý này. Mình nhắc lại một chút xíu về tuyến thượng thận. Thì như các em đã biết rồi ha, tuyến thượng thận là hai cái tuyến nội tiết nằm ở hàm cực trên của hai cái họng của mình, hình dạng và hình kim tự tháp, và gồm có phần vỏ thượng thận và phần tủy thượng thận ha. Và đây là hình ảnh của một cái tuyến thượng thận được cắt dọc, sau đó người ta xem dưới một cái tính điện vi phóng lớn thì người ta nhận thấy ha, đây là phần tủy thượng thận và đây là phần vỏ. Thì trong cái nội dung của cái bài học hôm nay á, là suy tổng hợp có cái sinh mình chỉ đề cập chủ yếu đến bệnh lý ở phần vỏ thượng thận mà thôi. Thì vỏ thượng thận gồm có ba lớp, ba loại tế bào, ba lớp, gọi là lớp cầu, lớp mó và phần trong cùng là phần lớp dưới. Lớp cầu thì tiết gì nè, tiết là hormone gì các em nhớ không? Các em lưu ý nè, lớp cầu tiết là cái gì? Bạn nào biết nói to lên. À, lớp cầu tiết ra testosterone ha. Rồi, lớp bó cortisol, đúng rồi. Và trong cùng là lớp dưới sẽ tiết ra các androgen. Đúng rồi ha, cái này là cái phần sinh lý mình đã học rồi. Thì đầu tiên tôi sẽ nói về nhắc lại một chút xíu về androgen và cái chủ đề là tức là retin androgen và testosterone. Thì đây các em thấy là khi mà cái áp lực ở cái động mạch thận giảm, áp lực ở động mạch thận giảm thì thường gặp trong trường hợp nào, hoặc là bệnh nhân thuộc huyết áp, hoặc là gì bệnh nhân bị yếu cái thể tích nội mạch, thì khi đó cái phức hợp tập đầu học nó sẽ tiết ra một chất gọi là renin ha. Và renin này nó sẽ có vai trò là chuyển gen androgen do gan sản xuất androgen 1. Khi mà cái chất này nó đi qua phổi thì nó sẽ phải men chuyển vào phổi, chuyển thành androgen 2, và androgen 2 sẽ tiết những cái tế bào ở lớp cầu phần vỏ thượng thận, tăng cái testosterone. Và chức năng của testosterone sẽ là gì? Tăng tái hấp thu muối và nước, từ đó phục hồi lại các thể tiết nội mạch, nâng huyết áp của bệnh nhân lên ha. Và cái thứ hai là gì? Nó sẽ tăng thải kali, đồng thời nó lại gây tắc lọc. Chính vì vậy mình thấy là cái yếu tố ảnh hưởng tới chủng RA chủ yếu là thể tích, xin lỗi, áp lực và động mạch thận. Và những yếu tố ức chế thì là bao gồm là yếu tố lợi natri trong điểm ha, để ức chế sự bài tiết của testosterone. Và cái thứ hai là những tình trạng nạp kali hoặc là, tại vì testosterone là một chất gây đào thải kali mà khi mà kali là đào lỏng thấp thì cái sự tiết testosterone sẽ bị ức chế. Tiếp theo là nói về cortisol và cái mức HPA. Hạ rồi, tuy nhiên là tuyến thượng thận nhé. Thì mình thấy thì có ba yếu tố chính ảnh hưởng đến sự bài tiết cortisol, ảnh hưởng đến cái độ hạ rồi tuyến thượng thận. Thứ nhất là stress ha, thứ hai là nhiều khí nhiệt này lên, và thứ ba là cơ chế tuần hoàn của âm tinh. Đầu tiên mình sẽ nói về cái yếu tố stress này. Thì mình thấy là một khi mà bệnh nhân bị một cái stress về tâm lý cấp tính chẳng hạn, là một cái stress về thể chất, stress về thể chất ví dụ như là gì, tụt huyết áp nè, sốt, chấn thương, phẫu thuật gì đó, tất cả đều là một cái stress về thể chất. Và những cái yếu tố stress này sẽ tác động lên cái vùng hạ rồi, khiến cái vùng hạ rồi này tăng tiến một chất gọi là CRH. Và CRH này sẽ kích thích thủy trước tuy nhiên tăng tiết ACTH, và ACTH này sẽ kích thích những cái tế bào ở lớp mó phần vỏ thượng thận tăng tiết ra cortisol. Và khi đó trong cái điều kiện mà bị stress như vậy thì cái vai trò cortisol là gì? Nó sẽ có hai vai trò chính. Thứ nhất là nó sẽ tăng chuyển hóa, ở đây là cụ thể tăng mọi hoạt động chuyển hóa nhằm
gây nhằm làm cho cái đường huyết nó tăng lên ha. Chẳng hạn như nó sẽ gây tăng cân tải gluco ha, từ protein và từ lipid. Cái thứ hai là gì, nó sẽ gây ra cái sự thu nhỏ gluco vào trong những cái tế bào của ngoại vi, cho nên là cái tác dụng của nó sẽ cho chuyển hóa chủ yếu sẽ làm tăng đường huyết. Và trên hệ tim mạch thì tác dụng của cortisol sẽ làm tăng huyết áp, tăng huyết áp thông qua các hoạt động gì, tăng cái đáp ứng của cái thành mạch với các cái chân hormone. Thứ hai là tăng cái co đó của cơ tim, và thứ ba là gì, thứ ba là tăng cường tim ha. Thì trong cái bài trong cái điều kiện của stress thì cortisol tăng huyết đó cũng nó sẽ làm tăng đường huyết và nó sẽ làm tăng huyết áp, để tất cả những cái lợi ích sẽ được hưởng cơ thể đối với stress. Chính vì vậy mà nói là gì, đáp ứng với stress là một cái vai trò rất là to lớn của cái cuộc hồi hài rồi đi thực học ha. Và muốn một cái cơ thể có thể đáp ứng được với stress thì bắt buộc là cái cuộc này nó phải hoàn toàn, nó phải nguyên vẹn ha. Chính vì vậy ở những cái bệnh nhân ở một số bệnh nhân mà người ta nghi ngờ là bị suy thực học đó, thì thường người ta sẽ cho bệnh nhân truyền insulin. Khi mà truyền insulin như vậy thì là đường huyết của bệnh nhân sẽ giảm xuống, và khi đường huyết hạ thì nó sẽ là một cái stress, nhưng mà stress là do mình tạo nên. Và khi mà cái đường huyết bệnh nhân hạ thì người ta sẽ lợi dụng cái cortisol này. Nếu mà có sự tăng tiết cortisol đáp ứng với cái tình trạng hạ huyết thì chứng tỏ là cái chỗ này còn hoàn toàn. Thì khi đó có thể nói là bệnh nhân này trước đó mình nghi ngờ sự tự học, nhưng mà sau khi làm cái làm cho giải ra
được uống hoặc là chích hoặc là được hết khám bất cứ từ cơ sở của tiểu tiết từ ngoài đường hô hoặc là có tiểu tiết bẩm sinh ấy, để có sử dụng. Nếu mà sử dụng kéo dài sử dụng kéo dài thường là trên 3 tuần nha, đó là một cái điều người ta gọi là cái điều trị ấy, thì khi đó nồng độ những cái bọt hormone bẩm sinh đó nó sẽ ức chế sự tiết của CRH và ACTH nha. Và nếu mà mình dùng kéo dài như vậy thì cái tuyến thượng thận của mình nó sẽ không nhận được sự kích thích và sự hấp dẫn nữa, thì cái đó sẽ bị teo cái phần đó của vỏ thượng thận đi ha, bị teo cái vỏ thượng thận lại. Và như vậy nếu mà mình đột ngột một viên thuốc thì khi đó cái tuyến thượng thận nó bị teo rồi, nó sẽ không tiết ra được cortisol nữa, và như vậy bệnh nhân sẽ bị thiếu hụt cortisol một cách gì trầm trọng và cấp tính, nó sẽ đưa bệnh nhân vào và cái cơn suy thượng thận cấp nha. Chính vì vậy cái bệnh nhân mà sử dụng corticoid liều cao và liều lý ha, kéo dài không được trên 3 tuần thì mình phải có chế độ giảm dần từ từ được, chứ không bao giờ mà đột ngột hết. Tại vì lúc này cái thượng thận của mình nó bị teo không có gì sợ được lâu nữa nha. Rồi vai trò của corticoid thì ở đây mình nói qua thôi, cái này mình sẽ nói kỹ hơn trong cái bài học chính thức sinh ha, nhưng mà mình sẽ thấy là việc có video ảnh hưởng đến hầu hết tất cả các cái cơ quan trong cơ thể ha, từ hệ thần kinh ha đến họng đến tim mạch đến tiêu hóa đến cơ xương khớp đến chuyển hóa nói chung. Và mình sẽ nhắc lại trong bài học sinh nha. Rồi cuối cùng là mình nói lại là nó làm cho các cái androgen ở trong họng, thì mình biết là ở phụ nữ androgen sẽ được tiết ra chủ yếu là gì, ở phía trước họng và một phần là ở vùng trứng, nhưng mà gì ở thượng thận là tiết đến hơn 50% các androgen. Trong khi đó ở nam giới thì sao, chủ yếu là các androgen sẽ tiết ra ở tinh hoàn và chỉ có một số nhỏ là ở thượng thận thôi. Thật ra ở cái bệnh nhân suy thượng thận thì cái việc tiêu thụ androgen nó chủ yếu là nặng hơn ở phụ nữ ha, là nặng hơn cái tình trạng mệt mỏi. Còn ở cái bệnh nhân nữ thì biểu cường androgen ha, biểu cường thượng thận, xin lỗi, biểu cường thượng thận thì do là thượng thận thì những cái androgen nó sẽ tăng lên và khiến cho người ta có biểu hiện gọi là biểu hiện nang hóa, nang tức là sẽ bị loạn đau, mà bị bụng trán, bị hơi đau bụng ra, không ngon chút nha. Rồi mình bước vô cái định nghĩa của suy thượng thận ha, thì suy thượng thận người ta sẽ chia làm hai loại là suy thượng thận thứ phát và suy thượng thận thứ phát. Thì suy thượng thận thứ phát là trong cái bệnh là tiên phát, tức là ám chỉ là bệnh lý ha. Và khi mà một cái tuyến thượng thận nó bị tổn thương á, thì thường nó sẽ bị tổn thương toàn bộ cái tuyến thượng thận, nó là một phần vỏ. Chính vì vậy chúng ta sẽ bị thiếu hụt vừa và bi lô ha, vừa và bi lô. Trong khi cái suy thượng thận thứ phát tức là bệnh lý của tuyến yên hoặc đa năng của đồng tuyến đồ, thì khi đó cái trục hạ độ yên tuyến thượng thận nó giảm xuống là cái lớp gì, cái lớp mó của vỏ thượng thận thôi. Thành ra cái tên cho này chỉ bị thiếu hụt vỏ bi lô là chủ yếu nha. Để thân khỏe và con miệng rất là rõ, con miệng sẽ xác định được những con số rất là đặc biệt và lâm sàng sinh hóa. Rồi như vậy người ta nhận thấy là nguyên nhân của suy thượng thận thuyên tác, suy thượng thận thuyên tác đây còn gọi là bệnh Addison ha, và Addison là suy thượng thận thuyên tác, thì người ta nhận thấy nguyên nhân thường gặp nhất ở những nước phương Tây là những cái bệnh lý đường truyền, tức là có những cái kháng thể nó chống lại cái hormone, nó chống lại cái suy thượng thận làm cho chúng nó hủy từ theo thời gian ha. Và thường những cái bệnh nhân này nó sẽ kèm theo đa phần của bệnh nhân sẽ kèm theo một cái bệnh lý tự miễn của các cái tuyến nội tiết khác, ví dụ như là tuyến giáp, bệnh nhân có thể bị tuyến giáp ha, đó là bệnh đa phương thứ một. Rồi trong khi đó ở những cái nước mà đang phát triển thì cái nguyên nhân thường gặp nhất là bệnh nhân nhiễm trùng ha, và về bệnh nhiễm da hay là bệnh nhiễm da. Ngoài ra các cái nguyên nhân khác của sang quân như là ung thư từ nơi khác đi tăng đến ha, thâm nhiễm tuyến thượng thận của những cái chất sắt chất đồng ha, hoặc là xuất huyết thượng thận, máu thượng thận, hoặc là bệnh nhân đã có một cái cắt thượng thận hai bên thì cũng là bị suy thượng thận thuyên tác luôn, và một số những cái bệnh viêm nhiễm huyết áp. Trong khi đó thì suy thượng thận thuyên tác có cái nguyên nhân chủ yếu là sử dụng glucocorticoid có bi do đó, tức là sử dụng glucocorticoid kéo dài, nãy mình nói rồi sử dụng kéo dài để sử dụng cao, tức là liều tương đương với trên khoảng 50 mg
sinh lý là thường là chẳng hạn như là cũng là một nhất thì nó sẽ thấy khỏe hơn. Đi một cách là phải cũng là từ sáng và ăn là phải có thứ hai. Theo biểu hiện thứ hai đó là hầu hết các bệnh nhân là chán ăn là chúng mình đến ăn thứ hai. Thứ ba là cái biểu hiện về tiêu hóa như là buồn nôn, không ói. Và cái buồn nôn không ói là theo cơ bản mình là sao? Tức là không phải là ăn nó lúc xong sau đó mình chốt nói đâu, và bệnh nhân chỉ vừa đủ biết hết cái thức ăn đó nơi đồ ăn đến là bệnh nhân phải có cảm giác nhợt nhợt, người ta sẽ nhợt lắm ha, nhợt ói rồi ha, và nhiều khi đưa cái thức ăn thì nó ói ra liền nha. Cái này khá là quan trọng ha. Và cuối cùng là bệnh nhân này sẽ đi hạ natri để cho cái cọc tiêu đông nó có cái tác dụng này. Thường khi là cái cọc tiêu đông thì nó sẽ không có chế cái hạt đông cái ADH là cái hormone trong cái bài viên cực ha, và hormone sẽ tăng lên thì nó sẽ gây gì hạ natri máu trong các bạn. Và khi mà sử dụng thông tin khác như vậy, tức là cái tuyến trường hợp bị tổn thương thì có tuyến trường hợp máu giảm thấp và nó sẽ báo cho cái tuyến trường hạng 1, tức là chúng ta đi sản phẩm thiếu cho tả đen thì có tuyến trường hợp thì tuyến hạng 1 sẽ tăng tiết CRH và tuyến trường sẽ tăng tiết ACTH nha. Thì khi mà cái ACTH này nó tăng tiết thì nó sẽ tăng tiết quá nhiều ha, thì nó sẽ gắn lên cái cụ thể của cái tế bào melanin ở da và chính vì vậy sẽ làm cho bệnh nhân có biểu hiện là sạm da nha. Vậy cho nên cái biểu hiện sạm da này chỉ là họ suy nhược ở bên cạnh mà thôi. Ở những bệnh nhân mà suy nhược quá cao thiếu một ai sẽ đánh thì các nhà sẽ có biểu hiện sạm da này một năm được, tại vì sạm da là do ở suy nhược quá cao và khi nó rất là đẹp và nó suy nhược da thì đặc biệt ở sạm da những bệnh nhân suy nhược bệnh có sạm da ở cái vùng suy nhược rồi ha, nhưng mà vùng mặt nếu mà mình lâu làm việc các chắn sẽ đi kèm với tình trạng thiếu testosterone và thiếu testosterone cũng mất nước
có, còn nếu có dấu hiệu bị thiếu kèm theo thiếu hormone sinh dục thì sẽ bị rối loạn tinh nguyệt ha, vô tinh, vô sinh. Còn nếu có dấu hiệu bị thiếu có tinh dầu kèm qua những biểu hiện lâm sàng của con cấp nha, thì mình nhấn mạnh là đây là một cái cấp cứu về nội khoa, cấp cứu về nội khoa chúng ta cần phải xử trí rất là nhanh, thường là xử trí khi mà mình chỉ mới nghi ngờ thôi, chúng ta cần phải xử trí lâm sàng trong những việc đã yên lòng còn bỏ sót, không bao giờ chúng ta sẽ bị tử vong. Thì triệu chứng của bệnh nhân là triệu chứng hạn định đó, tức là lúc nào cũng có, là bệnh nhân sẽ có bị sụt huyết áp và có thể kèm theo sốc không nha. Thì cái tụ huyết áp này là do mình biết rồi ha, suy một đường tuyến cáp thì là gì, thiếu cholesterol thì có thiếu nước uống, tụ huyết áp thì dễ hiểu, và ở trong thiếu glucose tiêu tiết lâu một và thiếu oxygen lâu một thì nó còn có thể bị tụ huyết áp, tại vì cái gì, cái phần piezo cái vai trò của nó là tăng cái đáp ứng của thành mạch, tăng cái đáp ứng của thành mạch, cho nên là những cái bệnh nhân này thành mạch không đáp ứng với cái tăng cái đáp ứng thì đó là nó sẽ bị tụ huyết áp. Rồi, mình sẽ thấy là các cái triệu chứng mãn tính như lúc nãy chúng ta đề cập nó sẽ nặng lên. Triệu chứng mãn tính thì phải bỏ nhiều hơn ha, nó sẽ nôn ói liên tục, bệnh sẽ sạc da tăng lên nha. Rồi kali máu sẽ tăng cao, mang máu, đang máu giảm thấp, bệnh nhân sẽ tăng thân nhiệt, không giải thích được, tức là tăng thân nhiệt mà không liên quan đến nhiễm trùng nha. Không phải là bệnh nhân nhiễm trùng thì tăng thân nhiệt mà là do thiếu glucose hoặc tiêu tiết bệnh nhân tăng thân nhiệt. Rồi cuối cùng là bệnh nhân sẽ có thể có rối loạn tri giác, tức là bệnh nhân ngủ gà hoặc là bệnh nhân rối loạn bệnh nhân lơ mơ. Và mấy bạn nhớ mà tụ huyết áp là cái triệu chứng nặng định hầu như lúc nào cũng gặp, và các cái triệu chứng nặng định nặng lên là hai cái yếu tố rất là quan trọng ha. Còn tăng thân nhiệt rối loạn tri giác có thể có không. Rồi mình phải nắm được các yếu tố nào thúc đẩy bệnh nhân vào cơn suy phục khẩn cấp ha, để trên một cái bệnh nhân hầu như một cái bệnh nhân mà suy thượng thận mạng mà vô cái con suy thượng thận cấp thì hầu như lúc nào có cái yếu tố thúc đẩy đấy. Cái yếu tố thúc đẩy đó là gì? Có thể là một cái stress ở trên cái bệnh nhân suy thượng thận tiềm ẩn, tức là bệnh nhân trước giờ đã bị suy thượng thận rồi nhưng mà không có phát hiện ra ha, thì lúc đó cái tuyến thượng thận nó vẫn tiết được một cái lượng cortisol để phục vụ cái sinh hoạt hàng ngày. Nhưng mà khi mà xảy ra cái stress thì cái nhu cầu cortisol nó sẽ tăng lên, và khi đó là gì, bệnh nhân sẽ thể hiện ra cái tình trạng thiếu hụt cortisol một cách trầm trọng và cấp tính ha. Rồi hoặc là bệnh nhân dùng cũng bị suy thượng thận rồi và cũng không biết luôn, bệnh nhân sử dụng những cái thuốc làm cho tăng cái chuyển hóa, tăng tải lượng cortisol, tức là làm cho cái cortisol này nó mau chóng bị đào thải ra khỏi cơ thể, thì khi đó bệnh nhân cũng sẽ bị thiếu cortisol nha. Thì những cái thuốc thì ví dụ như là cái paracetamol, cái thuốc chống đau á, cơ thể sẽ không có cái tình
bệnh nhân mà lúc đó nó là đang sử dụng glucose corticoid cao kéo dài và bệnh nhân dinh dưỡng không ổn định và cuối cùng là những cái bệnh nhân vừa có sinh hoạt động nhưng mà mình không bù hậu môn của họ thích đáng mình đã bù hậu môn giác đó thì cái hậu môn giác sẽ tăng chuyển hóa của chúng tôi nó làm cho bệnh nhân bị rung hậu môn của chúng tôi trầm trọng nhiều hơn cho nên tất cả những yếu tố này nó là để thúc đẩy cho nhân và tôi suy nghĩ tốt rồi tổng lâm sàng ở một bệnh nhân suy tưởng thận thì mình sẽ bao giờ cái gì này bệnh nhân sẽ đi hạ natri máu ha chắc chắn là ha vừa mất natri vừa giảm cái độ phân lỏng phân thải của bệnh nhân bệnh nhân sẽ đi tăng natri máu ha bệnh nhân sẽ đi tăng creatinine cái này là do thường gặp ở những cái bệnh nhân có suy tưởng thận tiến phát nè bệnh nhân có tình trạng giảm cái thể tích tụ mặt do mất uống mất nước và đường đất ha giảm thể tích tụ mặt chỉ cần giảm cái khái niệm lỏng của cầu thận cho nên bệnh nhân sẽ bị tăng đường lên và tăng creatinine lên bệnh nhân sẽ bị tăng canxi máu mà có tỷ lệ thấp hơn và có thể tăng cholesterol cao cái này sẽ hồi phục ha hồi phục sau khi mà điều chỉnh hồi phục hormone cho bệnh nhân rồi về tổng lâm sàng thì trở nên chẩn đoán là sao khi mà một trên một bệnh nhân nghi ngờ là bệnh nhân có suy thận thì bắt buộc mình phải đánh giá tất cả hai cái triệu chứng ha một là chuột gì hạ đồ cái đi cũng thận hai là chuột rồi đi không có vaccine và nó sâu hơn nếu mà nó sợ nó là suy tim phát thì để đánh giá cái chuột ALAA này mình sẽ đặt xét nghiệm gì mình sẽ định lượng aldosterone huyết tương ha thì ở đây có suy tưởng thận tim phát nồng độ aldosterone sẽ thấp hoặc là ở trong giới hạn bình thường nhưng mà là ở cái mức thấp á tổng thấp của bình thường thì người ta gọi là trong cái mức bình thường thấp ha rồi và khi mà nó sẽ có giảm sốt như vậy cơ thể nó lại thiếu để tích hợp bạn thì cái phản ứng của cơ thể mình là cứ tăng tiếp rồi nhân liên tục đúng không cho nên là nó sẽ thuận nó sẽ làm tăng tính rồi nó sẽ tăng tăng ha thì đây là hai cái xét nghiệm để đánh giá cái cục về tiền năng cho tăng sinh và cholesterol và cái này mình chỉ đánh giá trong trường hợp của những bệnh nhân này là suy thận thận tim phát tức là có ảnh hưởng đến một ALAA còn nếu người bệnh nhân là suy thận thận tim phát thì mình sẽ không đánh giá cái cục này là gì hết tại vì trong bệnh suy thận cấp thì một ALAA mang nó vào đấy rồi bây giờ mình sẽ đánh giá và tổng hợp đầu tiên suy thận thận ha thì sau đây sẽ là những cái xét nghiệm để chẩn đoán suy thận thận nha để chẩn đoán suy thận thận thì những xét nghiệm này sẽ được liệt kê từ cái đơn giản đến cái phức tạp nha đầu tiên là mình nãy mình đã nói rồi ha mình sẽ ở bệnh nhân suy thận thận thì cortisol vào lúc 8 giờ sáng thì sẽ cao hay thấp sẽ thấp ha bình thường người bình thường cortisol lúc 8 giờ sáng sẽ cao nhưng mà ở những bệnh nhân bị suy thận thận tức là giảm đi cortisol thì ở thời điểm 8 giờ sáng thì đi lên không cortisol huyết tương á thì cái lượng cortisol huyết tương sẽ thấp thì chẩn đoán tức là nhận ra là bệnh nhân này bị suy thận thận nếu mà cortisol dưới 50 nha là mình chẩn đoán rồi cái này là có độ nguy hiểm rất là cao ha thường thường là từ 10 đến 20 cũng nặng có dưới 5 thì là mình chẩn đoán suy thận thận ha còn nếu mà cái cortisol này nó trên 15 tức là thời điểm nãy giờ mình đau thấy nó trên 15 vậy thì mình có thể là gì loại trừ là bệnh nhân này bị suy thận thận ha từ bị suy thận thận nó sẽ là cortisol nó tăng tiếp cao như vậy đấy nha nhưng mà trước khi kết luận trước khi loại trừ cái này mình phải thận trọng là có một số các cái tình trạng nó làm tăng cortisol ví dụ như là bệnh nhân sử dụng thuốc thứ hai chúng bệnh nhân bị viêm gan này làm giảm đào thải suy gan thì khi đó cái suy gan nó tăng nó có thể nó sẽ tăng cái protein gắn kết làm cho cái nồng độ cortisol nó tăng lên cho nên một số bệnh nhân có thể là suy thận thận lắm nhưng mà do là gì có tăng các protein nên nói là cái loại trừ suy thận thận này mình phải hiểu thêm ha mình phải ba ba mình nên biết cái yếu tố làm tăng cái cortisol mà giả ví dụ như là suy thận estrogen ví dụ là cái test này hay không yeah. Rồi thì cái test này á độ nhạy rất là thấp tức là sao tức là nó bỏ sót rất là nhiều trường hợp suy thận thận nó độ nhạy nó chỉ có 36% tức là 100 người bị suy thận thận thì nó
vì đa phần những bệnh nhân suy thận thận thì cái nồng độ của chúng tôi đám cho sáng của họ nằm ở nằm trong đó là cái con số một của mấy năm như thế thì nào mà số như thế nào có 36 người số như thế nào cho nên là cái test này có rất là thấp thật ra nhu cầu tại chúng tôi rất là nhiều ở cái tác động như là mình sẽ được bài tiếp theo này xem gì để thay đổi để chúng ta có thì chính vì vậy cái test này
không được thực hiện. Ở những cái bệnh nhân có tiền căn có chuyên môn cục bộ ha, hoặc là những bệnh mạch máu não ha, cho nên nó sẽ sử dụng hạn chế một số đối tượng thôi. Rồi tiếp theo là cái test Metiramol, thì đây là cái test mà mình nói nè, giống như là đây là cái test mà chạy chạy lên màn hình cảm ứng đó. À, cái kích thích này đối với cái sự tiết acid rất là nhẹ nhàng hơn nhiều so với là cái test này. Chính vì vậy mình chỉ chạm nhẹ thôi nhưng mà nó đã tăng tiết rồi thì chứng tỏ là gì, chứng thực thật là rất là tốt luôn. À, khác với mình chạm thiệt là nặng mà nó tăng tiết đúng không nào? Thì cái nguyên tắc của nó là cái Metiramol này là cái chất nào nó sẽ ức chế cái men một beta hydroxylase, mà cái men thì có tác dụng là chuyển cái 11 đại oxy còn hydro thành hydro, ức chế cái men này, cho nên là sẽ giảm còn hydro, và khi cơ thể mình giảm còn hydro thì nó sẽ tăng tiết gì, tăng tiết acetate, và khi acetate được tăng tiết thì nó sẽ kích thích tuyến thượng thận tăng sản xuất cái chất 11 đại oxy còn hydro này, và do qua đó mình sẽ thấy là gì, cái chất 11 đại oxy còn hydro nó tăng gặp một cái nó tương đương với là cho mình biết là acetate ha, và khi đó mình sẽ nói là cái lượng hạt đầu tiên chứa thành phần này cơ nhân là còn tốt còn toàn vẹn ha, là bình thường đó nha, cái này rất là nhạy luôn ha. Còn trong trường hợp mà cái 11 đại oxy và vi tôn này không tăng thì có hai nguyên nhân, một là việc acetate nó không được tiết, tức là bệnh nhân là có suy thận thận tương tác có ảnh hưởng ở phía trên ha, hoặc là gì, hoặc là acetate nó có tiết đó nhưng mà tuyến thượng thận bệnh nhân nó bị hư rồi, nó không sản xuất được cortisol nữa ha, thành ra cái chất này cũng không có tăng. Thì khi đó nếu nó không tăng thì có hai trường hợp, một nó là cơ bị giảm acetate hoặc là suy thận tuyến khác nhé. Nhưng mà một khi cái test này được thực hiện là tăng một đơn si cortisol thì chúng ta sẽ tiếp tục này còn vài ngày ha. Rồi đến đây mấy bạn hiểu không nào? Nó hơi rất muốn chút ha, về làm lại bài nha. Rồi bước đầu tiên là mình sẽ chẩn đoán cho bệnh nhân có bị suy thượng thận hay không ha, là mình sử dụng theo đường đơn giản của chúng ta ha, tùy cái đạo bạn sẵn có nha. Cái thứ hai là mình sẽ chẩn đoán xem cái suy thượng thận của bệnh nhân là suy thượng thận tiên tác hay là suy thượng thận thứ phát, thì mình sẽ làm cái xét nghiệm mà đó là có định lượng acetate xuất từ 2 giờ nha, bình thường là từ 20 đến 22 microgram trên mililit đúng không nào? Thì trong trường hợp mà mình biết rồi, suy thượng thận tiến phát thì có sự tăng tiết của acetate, thì nếu acetate tăng thì là suy thượng thận tiến phát, còn nếu mà acetate có mức thấp hoặc là bình thường thấp thì là suy thượng thận thấp nha. Rồi sau đó là mình sẽ đi đến những cái xét nghiệm của chuyện viêm cơ nè, ví dụ như mình nghĩ là suy thượng thận tiến phát tức là thì ở đây là một bệnh nhân có bệnh tụt huyết áp, ngoài cái chẩn đoán suy thượng thận do suy thượng thận tụt áp ra, cả chẩn đoán đến tụt huyết áp cho ra là bệnh nhân đúng không nào, tiêu dịch nữa ha, bé mới học chưa ha, chưa học rồi học sốc này nọ đúng không, tiêu dịch nè ha, giảm thể tích ngoại bào nè, bệnh nhân có thể là gì, sốt nhiễm trùng nè ha, rồi gì sốt tim nè, có thể là tiêu chảy vân ha. Rồi cái bệnh nhân đến mình sạc tiền rồi sạc da thì phải thôi, ngoài cái suy thượng thận ra có thể sạc da bóng tháng ba quá cũng có thể hơi lên mình sạc da nè ha, hoặc là bệnh nhân có những bệnh lý về chuyển hóa sắc hóa đầu tổn sắc của đầu da cũng sạc nữa. Rồi bệnh nhân đến với mình bị sụn cân nhiều, bị sụn cân nhiều là rất là nhiều nguyên nhân ha, bệnh lý gì nhiễm trùng bệnh lý ác tính bệnh lý nội tiết, do bệnh lý nội tiết thì trẻ em đã có nhiều bệnh lý giác không chỉ riêng về cái suy thượng thận này. Rồi trọng vô tình thân ngôn, ngôn kém thì phải coi cho có vấn đề gì cái chúng ta thấy không. Rồi kết thúc bài suy thượng